mở đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay với vị khách quý của chúng tôi. Và chúng tôi xin mời nhạc sĩ Võ Tá Hân lên sân khấu. Không biết là có nhạc sĩ nào sau khi nghe bài này mà bỏ quên cái đàn ở đây không nhỉ? Ba La cũng xin nhận. Dạ. Trước hết thì Isa xin được cái lời cảm ơn đến nhạc sĩ Võ Tá Hân đã đến đây ngày hôm nay, và đặc biệt là ông đã có nhã ý gửi tặng tất cả các CD được có được ngày hôm nay, và nếu mà bán được bao nhiêu thì bà là được bấy nhiêu. Đó là nhạc sĩ Võ Tá Hân đã hào sảng nói như vậy. Thì quý vị thấy qua cái nét tài hoa, cái nét đàn của anh Hồ Đoan vừa rồi với cái phần chuyển soạn một nhạc phẩm của Phạm Duy đã đưa lên cái nét rất là Việt Nam tính, rất tình tang, những tình tang mà cây guitar đã có thể thể hiện được. Và Isa xin được hỏi nhạc sĩ Võ Tá Hân là ông bắt đầu đến với guitar cổ điển từ khi nào và bắt đầu chuyển soạn những ca khúc từ khi nào? Trước khi trả lời câu hỏi của Isa thì kết thúc cho chương trình có vài lời cảm ơn các quý vị khán giả, các người bạn đã từ xa để đến đây. Có người như là bác sĩ Võ Tá Đồng là bay từ San Jose xuống đây, có mấy người từ San Diego, có người rất là xa ở Huntington Beach. Tối nay lại có tình cờ lại gặp được rất là nhiều người bạn. Mà trước khi nói là tôi cũng phải nói là mỗi lần mà phải nói chuyện thì tôi rất là mệt, là tôi phải hỏi là chị Tâm Thường, chị có nói lại cho nên nói tiếng Huế, tại vì tôi là sinh ra người Huế. Tôi lớn lên ở Sài Gòn, là nói tiếng Nam cũng được, là học trường Bắc. Thành ra rất là khổ lắm, mỗi lần mà biết thành ra tôi nói tiếng Anh với giọng Huế nha. Vâng, nếu được thì xin chú nói luôn tiếng Anh. Tiếng Anh với giọng Huế. Ý mà đi, ladies and gentlemen. Con trai ca cười. Và xin nhạc sĩ Võ Tá Hân cho biết là nhạc sĩ đã đến với guitar cổ điển từ khi nào? Chúng tôi biết là nhạc sĩ là một người gọi là professional banker, là ngân hàng gia quốc tế và chuyên nghiệp. Nhưng mà cái duyên dẫn dắt thế nào mà ông đến với guitar cổ điển, và cũng từ khi nào ông bắt đầu chuyển soạn những ca khúc Việt Nam? Tôi thấy là người Việt Nam mình, cha mẹ thì hay nói là kêu là không thích con cái mình hành chơi đàn. Tôi có một người học trò bảo là ngày xưa mê đàn lắm, mà ông cha ông tìm được cái đàn, ông tập cái đàn guitar luôn, thành ra gay go lắm, bảo là sư cao vô loài đó. Thành ra hồi nhỏ là rất là nhiều người bạn, tôi cũng biết cha mẹ cứ bắt là phải học không. Tôi thì có cái may mắn là ông bạn tôi ông thích guitar. Thì tôi nhớ là cái hồi mà tôi lớn lên thì từ Huế vào đó, thì là buổi ông bạn tôi là một sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì hồi đó cũng chỉ còn buổi sáng thấy ông đi làm, tôi thức dậy là tôi cứ nhìn thấy cái lưng của ông ngồi đàn guitar. Ông chỉ biết đàn có một bài là Fueli thôi. Thành ra cái đó nó ám ảnh trong đầu tôi. Rồi đến độ khoảng độ 10 tuổi thì ông bắt đầu ông dạy đàn, nhưng mà hồi đó cực lắm, tại vì Việt Nam mình là dây đàn đi sắt không đó, thì rất là khó. Rồi khi mà tôi bảo tôi muốn vào trường nhạc thì là ông lại quen với Phạm Duy. Thì ông Phạm Duy lại bảo cho Hân nó vào học siêu lông. Nếu mà theo lời ông Phạm Duy, tôi đâu có đứng đây rồi. Thế thì tôi lò dò đi đến học với thầy Dương Chủ Tước. Thì là tôi vào trường nhạc năm 62. Thì hôm nọ đi với anh chị Tùng với bác sĩ Thừa đây thì ngồi ở Khánh Ly thôi. Tôi nhắc cô bảo 50 năm ca hát của cô thì tôi cũng đàn 50 năm rồi. Thì là đúng là năm nay là 50 năm. Chỉ có cái chuyện là tôi chỉ đàn guitar là chơi thôi. Tại vì hồi đó là học trường Nguyễn Trãi đó là full time. Thì buổi chiều về là cứ phải vác cái đàn đi là từ 4 giờ chiều, nhiều khi 10 giờ khuya mới về. Học đàn guitar thì là chị Đoan cũng biết, hồi đầu vào chỉ được có nửa tiếng. Rồi sau lên đến năm thứ 5 nữa thì được 1 tiếng. Trong khi đó là lý thuyết rồi kéo 8 tiếng luôn. Cũng gây go lắm. Đó là một sự khổ luyện. Thì khi đến một lúc nào đó thì nhạc sĩ cảm thấy khi nào thì mình có thể đàn được, mình chơi được, và lúc nào thì ông bắt đầu nghĩ chuyện chuyển soạn. Tự nhiên một ngày đạt trời ông nghĩ là mình phải soạn cái bài này hay là như thế nào, và tại sao ông lại bắt đầu soạn ca khúc? Và cho đến nay thì nhạc sĩ Võ Tá Hân đã có trên 50 ca khúc Việt Nam chuyển soạn qua guitar. Cái việc chuyển soạn trước hết là ở Việt Nam, cái thời của tụi này đó
là học đàn rất là khó. Cứ lâu lâu ông thầy tước á, tôi nghĩa là cùng thầy đó, cùng học bạn là ông thứ tư cứ nghe hỏi em có rảnh thứ tư không, là mừng lắm. Cho là phải lên nhà ông cong lưng ra rồi thầy đưa cái bài ra. Là hồi đó là chưa có cái máy Xerox machine, chưa có nó ra, thành cái cong lưng ra mà vẽ từng hạt đậu vậy đó. Có thể hạnh phúc nhất là được thầy kêu lên mà để chép tay đó. Rồi mà khi cái bài mà Việt Nam thích hồi đó là cái bài Los Hijos của Saragossa, thì bạn bè truyền tay nhau mà nó sai hết, mình nói thôi tình như cố ý. Tại vì tôi mới có cái nguyện là tôi bảo là nếu tôi thấy học sinh viên nhạc của mình nó thiếu nhạc lắm. Tại cái khi mà tôi đi học ngoại quốc đó, thì cái hồi mà bài đầu tiên của tôi viết là cái bài Los Hijos de Saragossa. Lúc đó là tôi MIT, thì là tôi qua Mỹ thì tôi có cơ hội tôi tìm được những cái bản gốc, cái bản viết cái bản nhạc này, rồi bản của Renata Taraco đó, thì mới đó mới viết lại, phổ biến ở Việt Nam. Rồi thế là tôi tiếp tục tôi viết, thì bắt đầu thì đâu có viết nhạc Việt Nam, chỉ viết nhạc ngoại quốc không à. Thì đó là giai đoạn đầu là viết nhạc ngoại quốc. Thì cho đến cái bài thứ bảy là bài Jesus Joy Not Man Design, thì ra vào là tháng 4 75. Tức là tôi chỉ lấy ra được 7 copy duy nhất thôi, là bây giờ là đó một copy nó đang trưng ở đó. Rồi từ đó là tôi không sáng tác nữa. Rồi cho đến sau đó thì là khi mà có dịp ở Singapore đó, thì là tuần này tôi về Việt Nam, thì khi đó ra tôi bảo là thôi dẹp hết, không có làm nhạc ngoại quốc nữa và bắt đầu làm nhạc Việt Nam. Nhưng mà bắt đầu làm thì toàn là những bài hồi mình còn trẻ, mình hăng quá đó, anh em viết những cái bài mà thực ra những bài kia đàn bổ quyên thì chắc chỉ có dăm ba người đàn được thôi. Chính tôi mà bây giờ bảo tôi đàn lại bài đó tôi chắc cũng vất vả lắm. Rồi sau đó đó thì chỉ có mới đây sau này Singapore trong vòng 5-7 năm vừa qua, thì có một số mấy em nó yêu cầu tôi đàn Caroli đó, thì tôi bỏ ba cuối tuần thì tôi đàn hết 40 bài Caroli. Thì xong tôi mới nhớ là ngày xưa là thực sự là hồi học guitar đó là tôi muốn bỏ mấy lần đó. Tại các người mà đàn guitar mà đàn dây sắt mà đàn Caroli, Kakashi, Reyani là chết muốn 4 lần chắc là ít nhất là tôi muốn bỏ. Thì chỉ có một buổi chiều thì là tôi đi ngang một cái phòng đó thì thấy có một anh trên tôi một lớp, anh đàn một cái đàn dây ni lông đàn ở Phúc Lợi đó ha, hồi đó là dây ni lông chưa đến, anh chỉ đàn có mấy câu nhạc Việt Nam thôi, cái bài chỉ là tìm đâu bàn tay trên mái tóc, tôi thấy hay quá, cái đàn ni lông mà đấy, thì đó là tôi yêu lại cái guitar đó. Sau này cái khi mà tôi soạn những cái nhạc thì Phúc Sơn là tương đối dễ đó, thì tôi cố ý là tôi viết có 5 phím thôi. Thì cái đĩa guitar mà như là bên đời Huy Hoàng là đúng là 5 phím đầu thôi. Nghe thì nó vậy, nó tương đối nó dễ lắm. Thì cố ý là để giúp cho mấy bạn trẻ Việt Nam. Rồi như là tôi làm openware trên web là ai muốn download thì cứ tự nhiên. Thì mục đích là mình thấy ngày xưa mình cũng đã muốn bỏ guitar mấy lần rồi. Thì hy vọng là mình nói gì thì nói, người nghe nhạc Việt Nam nó vẫn thấm vào cái tim mình hơn. Thế còn nghe nhạc ngoại quốc thì nó... Website của nhạc sĩ Võ Tá Hưng là hưngvota.com. No, Võ Tá Hưng. Và ngày nay thì nhạc sĩ đã upload tất cả những bài mà nhạc sĩ chuyển soạn, và phần lớn phải nói là các ca khúc của Trịnh Công Sơn. Thì không biết là nhạc sĩ chọn những nhạc phẩm có tiêu chuẩn như thế nào để mà hòa âm, để mà arrange? Dĩ nhiên là mình phải chọn những cái gì mình thích. Khó nói lắm, chẳng hạn như là tôi phổ nhạc chẳng hạn, tôi phổ nhạc và tôi biết là tôi không có tài viết thơ, không tài làm thơ để chỉ biết làm nhạc. Thế bây giờ thành ra tôi chọn con đường phổ nhạc. Thì phổ nhạc thì cho đến nay thì tính ra trung bình mỗi 2 tuần thì tôi nhận được một tập thơ khắp thế giới hết, mà 85% bạn bè chưa bao giờ gặp mặt hết. Có những người thì hồi còn viết thơ tay, thì đâu có phải là bài nào cũng mình hứa mình làm được. Không, ông mà ông biết cái thư cũng bảo là vợ tôi mới bỏ tôi bực quá, tôi viết bài thơ này, anh soạn bài này cho tôi mua anh 1.500 đĩa, bây giờ tôi hỏi tôi cho mấy tiền đó, ông sao tôi làm được. Chứ không thấy sự đau khổ của người ta mà chứ làm giường người ta chứ. Thật ra thì không biết là nhạc sĩ Hồ Đoan cũng là người dạy rất là lâu năm, dạy guitar rất là lâu năm. Thì theo ý kiến của anh thì những cái bài, những cái nhạc phẩm mà nhạc sĩ Võ Tá Hưng soạn thì nó như
cho những trình độ như thế nào và em có đưa vào chương trình giảng dạy vâng không ạ? Dạ, xin kính chào và quý vị khán giả. Nói về chuyển soạn các tác phẩm cho guitar ấy, thì tôi quan niệm, tôi tạm tự tôi phân loại như thế này. Mình không nói các cái tác phẩm mà được sáng tác nguyên thủy cho đàn guitar, cái đó là một khía cạnh khác. Còn về khía cạnh gọi là chuyển soạn cho đàn guitar đó, thì tôi lại cho là tôi là phân ra làm hai loại. Một cái là chuyển soạn từ một cái đàn khác cho đàn guitar. Ví dụ như là một cái tác phẩm của piano chuyển qua chơi guitar, thì cái đó là một loại. Một cái loại thứ nhì là chuyển soạn từ một ca khúc qua guitar. Thì tôi cho rằng thế này, cái nguyên tác, một cái tác phẩm nguyên thủy của một cái nhạc cụ, bản thân nó đã hay. Ví dụ mình đã chọn bài đó thì nó đã là hay rồi. Thì cái việc chuyển soạn là chỉ là cái việc convert nó từ cái đàn đó qua cho guitar, làm sao mà cố gắng giữ được nguyên thủy giống như là nguyên tác là hay lắm rồi. Nhưng mà cũng có những trường hợp đặc biệt là khi chuyển qua cho guitar thì nó là hay hơn cái nguyên tác, thì cái đó là cũng có. Nhưng mà cái về cái mặt thứ hai, tôi cho là cái chuyển soạn từ một ca khúc mà soạn cho đàn guitar, thì cái đó, cái công việc đó nó khó khăn hơn là cái chuyển soạn từ cái nhạc cụ qua. Là vì thế này, từ một cái ca khúc thì bản thân nó chỉ có melody thôi, nó không có cái gì, không có cái phần gì để mà mình có thể dựa vào đó. Trong cái nhạc cụ thì nó đã có hòa âm, nó đã có bè bối sẵn, mình chỉ chuyển ra thôi. Còn đối với cái ca khúc thì chỉ có cái melody thôi. Cái việc của cái người soạn á, là phải viết hòa âm, phải soạn làm sao cho cái bài nó trở thành cái bài thật xấu. Thì tôi cho cái công việc đó nó giống như cái người sáng tác thứ hai bên cạnh cái người sáng tác cái ca khúc đó ra, thì cái đó nó khó khăn hơn nhiều. Đó là chưa nói một cái ca khúc bản thân khi mình hát thì nó đã có lời, còn khi mà mình chuyển qua cho đàn độc tấu thì nó mất đi cái phần lời, có nghĩa là nó chỉ mất 50% cái hay của cái bài nhạc đó rồi. Thì cái việc cái người chuyển soạn nó làm sao phải xuất sắc như thế nào để bù đắp được cái phần lời đó, thì cái đó, công việc đó tôi cho là khó khăn hơn nhiều, không thua gì cái người sanh ra cái bài hát đó. Thành ra cái công việc của anh Hân đang làm tôi rất là kính phục. Thứ nhất là duy trì phát triển cho cái bộ môn nghệ thuật cái guitar classic. Thứ hai là phổ biến cái âm nhạc Việt Nam qua cái đàn guitar. Thì tôi cũng nguyện rằng là cũng góp sức với anh Hân để mà làm tiếp cái công việc đó. Nhưng tôi không có cái khả năng soạn, không có cái khả năng sáng tác, chỉ có khả năng nhất là trình diễn. Thì cũng xin góp sức với anh Hân một phần làm cái công việc đó, để làm sao mình phát triển được cái âm nhạc Việt Nam cũng như là cái đàn guitar này trong cái cộng đồng của mình. Quý vị hãy nghe chương trình của chúng tôi, cái ban thành thị. Và lúc này trong phòng này thì có khoảng 200 người, mà có 199 người là hỏi Isa là không biết nhạc sĩ Võ Tâm Hưng hôm nay có đàn hay không, thành chị nói chuyện không phải đàn chứ. Thì Isa biết là nhạc sĩ Võ Tâm Hưng cũng muốn rửa tay gác kiếm từ lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì chắc chưa khó từ chối đó. Tại vì có một vị khách nói là sẽ tặng cho Bala 1.000 mỹ kim nếu được nghe Võ Tâm Hưng đàn. Tôi có cảm tưởng như là nhớ ngày xưa đó, có một cái người ở bên Anh đó, họ đi qua bên Phi Châu đó rồi gặp cái bộ lạc đó, thì là cái vào cái ông họ được mời đấy bữa ăn tối, cái ông mới hỏi là what's on the menu, cái câu trả lời là you. tôi là học từ xưa rồi đấy. Guitar 55 năm nữa, thì anh Tô Anh đã có làm là 100 người là giáo sư đó, thì tôi được xếp hạng thứ tư, là cao thủ lắm rồi. Là như tiểu tước thì đã mất rồi, ông Khoa cũng mất rồi, thì anh Phương, Đỗ Đình Phương rồi tới tôi. Thì hồi tôi vào năm thứ hai, là anh Phương là năm thứ năm anh ra trường,
Nhưng mà cái số mà nó rất nhiều lắm. Khóa tôi vào thì thi 100 người thì họ lấy 5 người guitar. Và sang năm thứ 3 là chỉ còn có mình tôi sống sót rồi. Hồi đó là vì cái đàn danh sách nó khó đó. Mà cũng phải xin phép là tại vì tôi thấy là đến đây mà phải đàn á, cũng như là không biết quý vị có nghe ông Phạm Duy ông hát bao giờ chưa nhỉ? Tôi cảm thấy như là tôi đứng đây mà tôi hát là bên cạnh Tuấn Ngọc, Tôn John. Thì thực là tôi đi thì từ một vòng thế giới, tôi qua Mỹ năm 68 thì xong MIT, xong thì tôi đi 74 thì qua Montreal 4 năm, Toronto 2 năm, Philippines 2 năm, Singapore 30 năm. Thì bây giờ về hưu rồi mới về đây. Thì là bà xã tôi thì ngồi đây châu. Thì là tụi này là có 4 đứa con thì sanh ở một đứa ở Canada, Mỹ, đứa Canada, đứa Philippines, đứa Singapore. Thì bây giờ tôi nói là thôi bây giờ về đây là định cư, là đang định đi ra rửa tay gác kiếm đi làm vườn. Thì tôi cũng được mấy tháng đi ra ngồi ngoài cái công viên. Đi vòng thì chỉ ngồi chờ chim bồ câu xuống thôi, nhưng mà tháng rồi thì tôi lại bác sĩ Vĩnh Thừa lại kéo tôi vào, bây giờ tôi lại làm CEO của Trung tâm Y tế Nhân Hòa, là cái trung tâm y tế cho tôi muốn nói là cả đời mình đi làm giàu cho người ta, không làm giàu Singaporean, làm giàu gì cả. Thì tôi bảo cái đoạn cuối này thì làm cái gì cho có ích cho cộng đồng Việt Nam đó, là như là tôi mới bây giờ tôi phải nói trước là khi mà tới tuổi này thì một là bị Parkinson bị gì, thứ hai nữa là cái gì Alzheimer. Nếu mà nửa chừng mà tôi đàn mà quên thì xin mọi người thông cảm.